Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 11 tháng 9, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 theo nội dung công văn số 1710 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời đã có kết luận giao Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vi phạm về lĩnh vực môi trường đối với nhà máy sản xuất kết cấu thép Việt Vương do công ty trách nhiệm hữu hạn TV Gan Vanishing làm chủ đầu tư. Theo đó, đầu tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 về việc nhà máy sản xuất kết cấu thép Việt Vương san gạt và đốt rác gần khu vực khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức xác minh giải quyết vụ việc theo đơn thư. Qua báo cáo của các đơn vị được giao giải quyết vụ việc tố cáo nhà máy thép Việt Vương tập kết và đốt rác, đồng thời trực tiếp đến bãi rác tự phát để kiểm tra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thí Cử kết luận, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo nội dung công văn số 1710 của Ủy ban nhân dân tỉnh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn TV Galvanizing, mà đại diện là nhà máy sản xuất kết cấu thép Việt Vương. Đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục bàn giao đất theo phê duyệt đầu tư dự án của tỉnh đã tự ý múc sàn gạt rác làm thay đổi hiện trạng với khối lượng lớn, sấp xỉ 30.000 m khối Trong đó, rác sàn gạt cao 6m, dài gần 40m và đã tập kết trên tuyến đường quy hoạch rộng 24m là đường vào tổ dân phố rừng, phường dị sử. Công ty trách nhiệm hiếu hạn TV Galvanizing phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường giám sát, tư vấn biện pháp xử lý khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 9 này. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường chưa làm thủ tục bàn giao đất khi đơn vị này chưa khắc phục xong hậu quả đã gây ra. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường trên địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng và tỉnh để giải quyết kịp thời.